Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 7. Hôm nay Nhân Đức chia sẻ câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, nó có một cái sự thay đổi một chút quý vị. Thay đổi đó là Nhân Đức đứng hoặc đi vòng vòng. Nhân Đức nghĩ rằng là nó có một cái gì để sống động chút cho quý vị nghe ha. Giống như câu Phật hiệu này chúng ta áp dụng trong cuộc sống, thì trong cái cuộc sống thì nó phải sống động thôi. Có khi giờ Nhân Đức đang chia sẻ một câu Phật niệm đến cùng, Nhân Đức đang nhìn ra một cái vườn cây, thì Nhân Đức vẫn chia sẻ bình thường thôi. Ví dụ như là mình đi đứng nằm ngồi mình niệm Phật, giống như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tại vì một câu Phật hiệu này áp dụng trong tất cả những cái cuộc sống chúng ta đang sống. Rồi phương pháp bấm số này nó cũng áp dụng trong mọi lúc mọi nơi được, trừ lúc mình làm việc mình không bấm được thôi, chứ lúc nào mình rảnh là mình đều bấm số niệm Phật được. Nên cái cách chia sẻ Phật pháp gì, một là nó rất là sống động, hai là trong cái cuộc sống bây giờ con người chúng ta an định khó lắm quý vị. Nên ngài Pháp Viên Thượng Nhân ngài nói một câu: niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn vãng sanh là việc của Phật. Nên có nhiều người mà gặp những đức mà họ nói rằng là thí dụ như họ niệm Phật lâu rồi mà sao mà họ còn nhiều vọng tưởng này kia. Những đức nói chắc chắn là quý vị nghe những cái lời giảng mà hơi cao quá. Nên quý vị cho rằng là mình là bây giờ niệm Phật là phải niệm sao để cho không có vọng tưởng hoặc thanh tịnh tâm. Quý vị nhớ cái pháp môn tịnh độ này đi vào thanh tịnh là cái gì không? Cái chữ tịnh là không nhiễm, thanh tịnh là trong cái hoàn cảnh thuận nghịch chúng ta vẫn niệm Phật, trong cái hoàn cảnh được mắt chúng ta vẫn niệm Phật, trong cái hoàn cảnh vui buồn chúng ta vẫn niệm Phật. Tôi nói rằng là vui cũng niệm Phật mà buồn cũng niệm Phật, là trong mọi hoàn cảnh chúng ta niệm Phật. Nghĩa là chúng ta phải làm sao mà mọi hoàn cảnh chúng ta được áp dụng câu Phật hiệu này và gây dựng tín nguyện cực kỳ mạnh để niệm Phật. Đó gọi là thanh tịnh của pháp môn tịnh độ. Còn có những cái phương pháp khác người ta tu thì người ta cho rằng là thanh tịnh tâm là phải là không có một vọng tưởng gì. Quý vị coi cái cõi đời này chúng ta mà mắt nhìn hoàn cảnh làm gì không vọng tưởng, tâm thì suy nghĩ đủ chuyện làm gì không vọng tưởng. Nên tổ sư nói rằng người niệm Phật được vãng sanh hay không là do tín nguyện hay không. Nên cái chỗ cực kỳ quan trọng mà chúng ta gây dựng đó là gì? Đó là tín nguyện niệm Phật. Vì nhớ kỹ, cái chỗ cực kỳ quan trọng đó là tín nguyện niệm Phật. Nếu như mà mình mà không gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì tổ sư nói rằng dù quý vị có niệm Phật giỏi đến mức mà mưa không ướt, gió không lọt thì cũng không vãng sanh. Nên cái người niệm Phật vãng sanh á là cái người mà tín nguyện quý vị có kiên cố hay không. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Nếu như mà cái người niệm Phật mà không gầy dựng tín nguyện đó nghe quý vị, thì thế nào quý vị cũng bỏ môn tịnh độ, thế nào cũng bỏ tịnh độ. Mà muốn tu tịnh độ này mà tu cả đời không bỏ cuộc là cái cực kỳ quan trọng, là gây dựng tín nguyện. Nghĩa là trong mọi hoàn cảnh mình làm cái gì, mình làm việc này việc kia việc nọ, mình vẫn niệm Phật
như những đức nấu ăn, những đức niệm Phật rõ ràng mà. Nấu ăn đồ những đức đều niệm Phật hết. Tại vì mình cái pháp môn tịnh độ này mình phải hiểu là pháp môn nhân sinh, pháp môn mà tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Mà cái căn mà chúng ta bây giờ mà tu tịnh độ đa phần là hạ căn. Mà quý vị coi con người bây giờ nó chao đảo trong công việc, lu bu đủ thứ chuyện hết. Mà bây giờ mà mình mà trong cái cuộc sống làm việc mà mình không niệm Phật được, mình không áp dụng cái pháp tu vào thì hoàn toàn chúng ta thất bại. Bây giờ quý vị coi con người ta đâu mà rảnh rỗi. Thí dụ bây giờ một ông thầy ông ở trong cốc trong thác tối ngày, hoặc là ông không có làm chứ, có mình ổng, ông đem cái môn tịnh độ để ông chia sẻ cho quý vị nghe, chưa chắc quý vị nghe quý vị mà thành công. Tại vì sao? Vì ông không làm gì hết. Ông nói theo kiểu cách mà chuyên tu bằng cái cách là gì? Chuyên tu là không làm gì, không gặp ai. Những đức nói quý vị chắc chắn quý vị sẽ bị trở ngại. Trở ngại nghe thì thấy nó phi thường lắm, nhưng làm thì không làm được. Còn những đức quý vị coi công việc mỗi ngày quá nhiều công việc luôn, nên những đức ở trong cái công việc đó mà những đức niệm Phật. Ở trong công việc đó mà những đức niệm Phật. Nên á, những đức mới thấy ra rằng ô thì ra pháp môn tịnh độ này là pháp môn nhân sinh. Pháp môn mà con người người ta đang buôn bán, thấy không? Đang bán đồ, người ta lại người ta hỏi chị món này, đồ này là sao sao. Mình trả lời xong đàng hoàng hết chứ. Rồi xong người ta mua xong người ta trả tiền, thối tiền lại. Xong bản thân chúng ta tiếp tục ngồi rảnh này niệm Phật. Hay là mình ngồi mình rửa đồ, hay là mình trồng trọt gì, hay mình giặt đồ, hay là mình tắm giặt gì, thì trong mọi lúc đó mình đã trân quý với môn tịnh độ rồi thì tự nhiên mình niệm Phật được. Mình trân quý rồi là mình niệm Phật liền. Tại vì mình đã trân quý. Nên mình á, khi mình đã trân quý rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ niệm Phật. Tại vì mình biết niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Cái đặc biệt quý vị là cảm nhận được cái pháp tu này thù thắng, thì mỗi lúc mỗi nơi mình sẽ siêng niệm Phật. Cái người mà lười biếng niệm Phật là cái người gì? Là cái người không cảm nhận được pháp môn tịnh độ này thù thắng. Bản thân Nhân Đức nè, đi tu mười mấy năm nay nè, chỉ có một câu vật hiệu Nhân Đức cảm nhận được. Mà khi Nhân Đức đã cảm nhận được là Nhân Đức sẽ thích niệm Phật. Quý vị biết rằng công việc Nhân Đức bây giờ rất bận bịu, bận đến mức mà Nhân Đức không có thời gian, không được lên chánh điện một thời nào luôn. Thì Nhân Đức phải áp dụng sao? Mỗi lúc mỗi nơi Nhân Đức niệm Phật, bấm số niệm Phật, A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật bấm. Mà khuyên người niệm Phật là cũng như mình khuyên mình niệm Phật. Nhớ kỹ, khuyên người ta niệm Phật mà. Mà quý vị khuyên người ta niệm Phật được á, là do gì quý vị niệm Phật được, quý vị mới khuyên được. Nhưng Đức nói 100%, cái người tu pháp môn tịnh độ á, mà giảng tịnh độ nghe. Nếu người này á, mà không hành trì niệm Phật, Nhưng Đức nói 100% quý vị, bảo đảm quý vị là không bao giờ người này khuyên người ta niệm Phật được. Tại vì mình đâu có hành trì đâu mà mình khuyên người ta niệm Phật. Mình phải hành trì kìa mình mới khuyên người ta niệm Phật được. Như bản thân những đức mà hành trì pháp môn tịnh độ này, những đức mới khuyên người ta niệm Phật. Mà được lợi ích khi mười mấy năm nay mình đi tu, mình được lợi ích là mình tu an lạc, mình khuyên nhiều người niệm Phật, rồi đại chúng trong chùa an lạc bình an, thì những đức mới đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu cho quý vị nghe. Nên những đức mới gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho quý vị. Chứ nếu như những đức mà ở trong một cái phòng nào, một cái cốc nào, những đức mỗi ngày không có làm gì hết trơn, rồi ở đó những đức niệm Phật, rồi khuyên quý vị niệm Phật, khuyên quý vị là bây giờ quý vị không cần làm gì, buông xuống vạn duyên, chắc chắn quý vị luôn, cái cách hướng dẫn này sẽ có tác dụng phụ. Nhớ nghe, cái cách hướng dẫn này bị tác dụng phụ. Nó tác dụng phụ ngay cái chỗ là gì? Ngay chỗ là bản thân của mình không có mở rộng ra cho nhân sinh, mà mình chỉ biết mình rảnh rỗi ở không, mình niệm Phật mình chỉ là vậy thôi. Nên cái người nghe mình sẽ bị trở ngại. Quý vị nhớ rằng cái pháp môn tịnh độ này bị tu với thành tựu nghe, nó không phải là bị buông xuống vạn duyên cái chuyện đá đổ gia đình, đá đổ của cải, không phải nghe quý vị.
Nên nó ngày xưa người ta nghe pháp hòa thượng Tịnh Không người ta không hiểu á. Nào là người ta bán nhà bán đất, người ta nghỉ lo làm ăn, cuối cùng người ta khổ, người ta đói. Thì người ta lợi, người ta đảnh lễ hòa thượng, nó nói hòa thượng ơi, con nghe ngài giảng buông xuống vạn duyên, con không làm ăn gì hết, bây giờ con khổ quá. Hòa thượng Không người nói rằng, ủa vì nghe tôi bị hiểu lầm rồi đó. Hiểu lầm, tôi đâu có kêu quý vị buông xuống vạn duyên là đá đổ hoàn cảnh đâu, mà tôi kêu quý vị buông xuống là buông xuống cái tâm phiền não hơn thua đấu đá tranh giành. Còn cái chuyện làm ăn là phải làm ăn, cuộc sống gia đình là phải là sống gia đình cho nó đàng hoàng. Càng học Phật thì cuộc sống gia đình càng tốt, vui vẻ an lạc, làm ăn đàng hoàng đúng đắn. Ngày xưa chưa biết tu thì lỡ mình hại người, bây giờ biết tu rồi, việc gì lỡ mình mà hại người không có làm, việc gì mà lỡ mình lỡ người thì làm. Có những việc mà lợi người ta mà không có lợi cho mình cũng làm. Chứ cái chuyện mà lợi mình mà hại người là tuyệt đối không làm. Nên quý vị biết rằng là lời giảng của Hòa Thượng cao, nên nhiều người đi nghe nhiều năm, nhưng mà chúng ta lại không áp dụng vô đơn giản. Nên nhà Đức từng cô động một câu rằng, đọc sách người xưa xem căn tính mình. Dù chùa mình mỗi ngày sáng đi lên tu, công việc nấu ăn thì nấu ăn, công việc làm việc thì làm việc, sáng ăn cơm xong bố trí công việc ra, việc ai nấy làm chút, trong công việc đó đều niệm Phật. Trong chùa mình cũng đâu có rảnh đâu quý vị, đâu có ngồi đó không, hay ngồi trong phòng đó nghỉ ngơi đâu, không phải đâu, mà ai cũng có công việc làm. Những đứa vừa nấu ăn sắp xếp chúng ở dưới nhà bếp xong hết trơn, lên đây những đứa chia sẻ Phật pháp một chút thì quý vị coi, đâu có bỏ công việc đâu. Cả tu trong chùa mà như Đức cũng làm việc cực lực luôn, mà cái đặc biệt của mình là gì? Vui vẻ an lạc quan hỷ trong mọi lúc mọi nơi. Vậy thì người trong chùa cũng vậy, vì thấy những Đức sống mỗi ngày với mọi người an lạc vui vẻ, gặp bao nhiêu con người, tiếp bao nhiêu con người, những Đức vui vẻ an lạc là nhờ từ đâu? Niệm Phật. Nên Hòa Thượng Tiên Hóa ngài nói rằng, quý vị nhìn thấy tôi mỗi ngày vui là từ đâu? Nhờ tôi niệm Phật. Và tôi khuyên quý vị, vì sao mỗi ngày tôi khuyên quý vị niệm Phật? Vì vị niệm Phật để cuối cùng đợi quý vị đừng quên câu Phật hiệu này rất quan trọng. Quý vị biết rằng mình niệm Phật mà mình vui an lạc, ngay vì cả mình thấy con kiến tự nhiên mình cũng thương nó nữa, cái tâm bị an lạc rồi. Ví dụ như đây là cái bờ đất đi, đi gần bờ đất quý vị thấy cũng thương bờ đất 100%. Quý vị mà niệm Phật an lạc rồi, quý vị nhìn cây, quý vị thấy cảm giác như cây nó cười với quý vị, nhìn hoa giống như hoa cười với quý vị, nhìn con người thì thấy ai cũng dễ thương cũng đẹp, tâm nó đã an lạc, tâm nó đã vui như một vầng trăng vậy. Thì tự nhiên vị coi vầng trăng thì bao nhiêu ánh sáng bao trùm vũ trụ nhân sinh, đâu có phân biệt gì đâu. Khi cái tâm mình nó an lạc ấy, vì nhìn từ nó cái cửa, từ con người, từ loài động vật thực vật, thì tự nhiên mang tâm cảm ơn và thấy thương. Còn nếu như mà cái tâm gì mà không vui nha, bảo đảm 100% vì không bao giờ cảm ơn. Nên những người tu trong chùa mình có nói cảm ơn cỡ nào, nếu như họ không an lạc họ sẽ không bao giờ phát tâm cảm ơn được. Muốn mang tâm cảm ơn thì quý vị phải an lạc chứ cái pháp tu đó đó. Như bản thân những đức bây giờ tu một tịnh độ niệm Phật an lạc, những đức tự nhiên mang tâm cảm ơn Phật Bồ Tát, mang tâm cảm ơn chúng sanh, tự nhiên vui vẻ với con người liền, thấy không? Tại vì vui vẻ an lạc rồi mang tâm cảm ơn, mà càng mang tâm cảm ơn thì càng an lạc vui vẻ. Còn có người mình mà khi không mang tâm cảm ơn thì nó mang tâm hờn trách, mang tâm hờn trách. Mà đã là nó mang tâm hờn trách rồi thì chắc chắn quý vị rằng chỉ có tổn duyên tổn phước thôi, không bao giờ mà nó đậu được phước duyên. Nên có những người làm rất là nhiều, siêng năng làm rất là nhiều, nhưng mà tại sao không đậu được? Là tại vì họ đổ hết chứ. Từ cái tâm không cảm ơn đó mà nó đổ sạch. Cái tâm không cảm ơn thì giống như cái thùng mà bị bể, đổ bao nhiêu nước vô thì nó cũng chảy hết chứ. Nên con người tu hành cái cực kỳ quan trọng là biết mang tâm cảm ơn. Mà muốn mang tâm cảm ơn thì phải an lạc với cái pháp tu. Như những đức bây giờ gầy dựng được tín nguyện là vì sao? Vì những đức niệm Phật được lợi ích, được kết quả. Nên bản thân của những đức mới có thể
mang tâm cảm ơn được. Còn nếu như bây giờ nhà Đức tu mười mấy năm nay không an lạc, không được cái lợi ích gì chứ, thì làm sao mang tâm cảm ơn cái pháp tu này? Nên tất cả hàng Phật tử phải nhớ kỹ, mình tu cái pháp tu này mà được an lạc là từ đâu? Là từ nó mình gây dựng được tín nguyện kiên cố, một môn thâm nhập quân tu lâu dài. Thâm nhập một môn là cái cực kỳ quan trọng. Nên con người ta thường bị thất bại là ngay cái gì? Làm cái gì cũng dễ bỏ cuộc. Niệm Phật thì vài ba năm rồi tự nhiên nói không có kết quả gì là tự nhiên đổi phương pháp khác. Đổi giết đến mức mà gì? Chúng ta không biết tu môn nào. Đổi giết mà hết biết tu môn nào luôn. Nên nhà Đức nói cho vị nghe, chọn mục tiêu là cái quan trọng. Mà Đức Phật đã chọn cho mình luôn. Đức Phật đã chỉ điểm mình pháp môn tịnh độ này thành tựu. Đức Phật nói trong kinh rằng thờ mạt pháp nhiều người tu không có người thành tựu, duy chỉ có những người niệm Phật gây dựng tín nguyện thì đời này mới thành tựu được. Nên từ nơi đó mà chúng ta mỗi người tu pháp môn tịnh độ này là tu cái pháp mà mười phương chư Phật tán thán. Mà mười phương chư Phật đã tán thán cái pháp tu này, mình tu là cực kỳ yên tâm. Câu này những đứa cứ nói nhiều lần nói hoài, tu một cái pháp tu mà mười phương chư Phật tán thán thì vị tu vị yên tâm đi. Đừng có bao giờ vị tu tịnh độ này mà vị nói rằng giảng sanh không dễ đâu. Biết rằng không dễ, nhưng mà có người tín nguyện là dễ. Có người niệm Phật giảng sanh tín nguyện là như thế nào quý vị? Tín nguyện là vị niệm Phật có vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít gì bị dẫn niệm Phật. Quý vị đang niệm Phật mà vọng tưởng thiện niệm ác niệm mặc kệ, vị cứ niệm Phật. Trong cuộc đời quý vị bị niệm Phật, vị có tan nhà mất mạng vị cũng niệm Phật. Vị được hay mắc cũng niệm Phật. Lúc thịnh hay si cũng niệm Phật. Đây gọi là tín nguyện niệm Phật. Lúc khỏe mạnh hay bệnh đau cũng niệm Phật. Thì là tín nguyện niệm Phật. Chứ không phải rằng là chỉ có tín nguyện niệm Phật là mỗi ngày niệm Phật phải thanh tịnh cái gì, không phải. Mà là trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch đều niệm Phật. Thì đây là tín nguyện niệm Phật. Đúng không? Có nghĩa là tín nguyện niệm Phật là dù gặp sự cố gì cũng không bỏ cuộc hết. Đây là tín nguyện niệm Phật. Con người sống trong cuộc đời này mà quý vị, có khi bây giờ người ta thương mình, ngày mai người ta ghét mình. Bữa nay người ta cho mình, biết đâu ngày mai người ta lấy lại. Cái người tu mình ưa bị cái bệnh gì phải không? Bảo vệ cái danh cái lợi của mình. Đây là khó dẫn sanh lắm. Cái danh cái lợi có được đưa tiếng sanh. Còn nếu mình ôm ấp mình giữ, bo bo giữ gìn cái danh cái lợi, là những đức nói với vị khó niệm Phật giảng sanh. Dù tu bao nhiêu chục năm mà bo bo cái danh cái lợi, dùng mọi cách hết trơn để giữ cái danh cái lợi, thì những đức nói với vị cực kỳ khó giảng sanh. Người tu này càng tu càng khó tính này. Càng tu càng kiêu ngạo ngã mạn lớn. Chứ không phải là gọi là tu lâu mà được lợi ích đâu. Mình tu sao mà cái danh cái lợi mình dám buông ra? Nhớ, cái danh cái lợi mình dám buông ra thì đó mới gọi là nhìn thấu buông xuống. Nhớ kỹ chỗ này 100%. Nên vì sao nhà Đức tu, nhà Đức an lạc? Vì nhà Đức hiểu được cái nguyên lý có thịnh thì có si thôi, có được thì có mắc thôi. Ở trong cái cuộc đời này không có ai hoàn toàn thịnh hoài, mà không ai hoàn toàn si hoài. Nên trong cái lúc mình đang đương thời làm được việc lợi ích cho chúng sanh, mình cứ làm đi. Làm hết lòng hết dạ vì chúng sanh đi. Lây quay tới lễ viếng Quan Âm Bồ Tát rồi nè. Bây giờ mỗi một người chúng ta dẫn được người đi tu được, quý vị nhiệt liệt quý vị dẫn ta đi tu. Bây giờ nhà chùa ở đây, đi đến đây những đức lo sắp xếp hết trơn rồi. Quý vị chỉ cần dẫn ta đi tu. Có những người nào ta nghèo quá, ta khổ quá, vì dám mua một cái vé xe cho người ta đi tu. Những đức nói cho vị nghe, không có công đức nào lớn bằng dẫn người ta đi niệm Phật. Tại vì dẫn người ta đi niệm Phật để làm Phật. Mình có cho người ta ăn ngon mặc đẹp cỡ nào thì cuối cùng cơn vô thường đến, nó bệnh đau nó cũng chết. Cơn vô thường đến bệnh đau cũng chết thôi. Nên từ nơi đó mà mình dẫn người ta đi tu, người ta chỉ nhìn nhận được vô thường, người ta hiểu được vô thường,
Lúc đó đó thì người ta mới hướng đến giải thoát. Có khi bị dẫn người ta một chuyến đi tu thôi, lễ viết Quan Âm, người ta lợi chùa người ta được thỉnh tượng Phật, thỉnh máy niệm Phật, lợi ích này cực kỳ lớn luôn. Nên tất cả các trưởng đoàn khắp nơi nơi phát động chương trình lên để dẫn người ta đi tu. Còn những người nào ở địa phương nào mà đi mà không biết trưởng đoàn ở địa phương đó thì kết bạn Zalo gì với ở trong chùa hộ pháp mình, rồi hỏi mấy thầy số điện thoại ở địa phương đó sao sao, với thầy chỉ cho. Rồi lúc đó mình điện thoại cho người ta, mình xin đi chung. Nên nhớ phải siêng năng niệm Phật trong mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh cố gắng niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố trong mọi lúc mọi nơi, cũng như bản thân Như Đức làm sao khuyên vị như vậy. Và cả đời chúng ta gây dựng tín nguyện kiên cố niệm Phật cho đến cùng, khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc quý vị. Chúc vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.